Quý vị khách hàng ơi, thẩm mỹ Ohio đang triển giao cho một vị khách hàng nam. Hôm nay là buổi đầu tiên anh đến tham gia liệu trình tại thẩm mỹ Ohio. Tình trạng râu của anh khi đến với thẩm mỹ Ohio thì rất là cứng và rậm. Và quý vị có thể thấy là khi mà đã cạo râu đi rồi thì cái nang lông của anh, cái khu vực mà có râu nó sậm màu hơn so với những cái vùng khác. Những anh có nhiều râu thì chắc chắn là cũng hiểu tình trạng này đúng không ạ? Tức là khi mà những cái lỗ chân lông nó quá dày này, quá lớn này, cái lông râu nó quá cứng và nó sậm màu, thì cả cái khu vực mà chúng ta có râu, kể cả mép này, má hay là cằm cổ, thì nó sẽ đều sậm màu hơn so với những cái vùng da lân cận. Và điều này vô hình chung cũng làm cho làn da của chúng ta trở nên tốn màu hơn, làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin hơn với vẻ ngoài hay diện mạo của mình đúng không ạ? Vậy nên việc triệt râu trong trường hợp này là thực sự cần thiết. Thẩm mỹ Ohio đang sử dụng laser để triệt râu cho khách hàng. Laser sẽ đi xuống tận gốc tế bào nang lông này, phá hủy mầm nhú tế bào nang lông, không cho lông mọc trở lại. Quý vị khách hàng có thể thấy là ngày hôm nay là buổi đầu tiên của anh, nhưng mà anh cũng đang cảm thấy rất là thoải mái với cái liệu trình này. Hoàn toàn là không có cảm giác bỏng rát này hay là cảm giác châm chích gì cả khi mà triệt râu tại thẩm mỹ Ohio. Và tại đây thì chúng tôi cam kết là sẽ triệt sạch râu, sạch lông cho nam giới chỉ sau một liệu trình ngắn duy nhất quý vị nhé. Nếu như quý vị cũng đang có lông hay râu muốn xử lý thì hãy đến với thẩm mỹ Ohio. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.